Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đại Bé Review. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mới. Đó chính là sản phẩm đồng hồ định vị trẻ em KitKat S6 4G, phiên bản 41,5mm màu hồng. Đây là hình ảnh sản phẩm này. Đây là hình ảnh của chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ màu hồng, có lắp SIM, có thể định vị được. Đây là mình đang bật nguồn các bạn này. Đó, KitKat. Sản phẩm này được bảo hành cho mình trong vòng 12 tháng. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày đầu tiên. Sản phẩm này thì có một số thông số đặc biệt như sau. Về màn hình, màn hình này sử dụng công nghệ TFT, có đường kính 1,3 inch. Độ phân giải là 240x240 pixel. Đó. Và kích thước mặt này thì là có đường kính là 41,5mm. Mặt kính cường lực và chất liệu khung viền bằng nhựa. Đó, độ rộng dây này thì là 2cm. Độ dài này thì là 20cm. Và đồng hồ này có khả năng để thay dây các bạn nhé. Trên chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một cái khay SIM. Có thể sử dụng khay SIM để nghe gọi. Có khả năng chống nước này, kháng nước IPX8, rửa tay đi mưa. Có đếm số bước chân này, chụp ảnh này, có trò chơi này, có đồng hồ bấm giờ này. Đó, có thể thay được mặt đồng hồ này, cài đặt vùng an toàn của gọi khẩn cấp. Đó, chặn số lạ gọi đến, định vị trẻ em của gọi video call, lộ trình đường đi. Đó, pin thì sử dụng được khoảng 1,5 ngày. Khoảng 12 tiếng sử dụng liên tục. Đó, sạc thì sạc trong khoảng 2 giờ. Dung lượng pin là 8640 mAh. Sử dụng đế sạc 5 châm. Có camera, đây là camera này. Camera này thì là có bộ phân giải là 2 megapixel. Đó, bộ nhớ trong nó là 512 MB. Đó, hệ điều hành là Sun OS, sẽ kết nối được với lại những cái hệ điều hành từ Android 4.3 và Android 10 trở lên. Đó, đây. Và đây là chiếc cái camera này. Đấy, có là chụp ảnh này. Đó, chụp ảnh, quay phim này. Đó, rất là tiện lợi. Đó, có thể zoom nhé bạn nhé. Zoom này, zoom mắt này. Đó, một số cái chúng ta sẽ cài ứng dụng Mi Pro để quản lý chiếc đồng hồ này, như là theo dõi này, định vị này. Một số cái định vị như là định vị GPS này, đó, Wi-Fi location này. Mẫu này thì có hai tiếng Việt, có hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt. Đó, thì size số của cái đồng hồ này định vị là khoảng 10m đối với GPS, còn nếu mà đối với LBS và Beidou thì sẽ chênh lệch size số là 50m. Đó, khi sử dụng thực tế, sai số có thể dao động từ 100 đến 1000m do ảnh hưởng của yếu tố môi trường như là thời tiết này, địa hình này. Đó. Với cái tính năng giới hạn vùng an toàn, thì phụ huynh có thể thiết lập một vùng an toàn mặc định cho bé. Phụ huynh sẽ ngay lập tức nhận được tín hiệu thông báo từ hệ thống khi mà bé của mình ra khỏi vùng an toàn. Đó. Ngoài ra thì đồng hồ này sẽ theo dõi lộ trình đường đi. Đó, như đi từ nhà đến trường này, không bị sợ bị lạc này. Đó, và tập cho cái bé của mình một cái tính tự lập. Đó. Chặn số lạ gọi đến này, nghe gọi ngay trên đồng hồ với nano SIM điện lợi, nó sẽ là một cái SIM nano ở đây. Đó, đây. Chúng ta sẽ có một cái sạc, chấu sạc ở đây này. Đây. Chúng ta sẽ sạc một cái chấu này. Đó. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái hộp khá là xịn sò ở đây. Đó, khá là xịn sò. Đó, rồi. Với cái khả năng kháng nước lên đến IPX8 này thì giúp chúng ta có thể đi mưa, rửa tay được này. Đó, và những cái thông số ở
thông số trên thì là nó sẽ trong điều kiện tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm thôi. Nghĩa là trên thực tế thì tùy vào môi trường mà khả năng kháng nước của thiết bị sẽ kém hơn. Đó. Cái này thì sẽ không tắm vòi hoa sen được để bơi lội hoặc lặn sâu được này. Đó. Và cái hiệu suất bảo vệ thống kháng nước của nó sẽ không phải là vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng thì nó sẽ bị hao mòn, sẽ làm giảm hiệu suất chống thấm nước. Đó. Đó và với cái đồng hồ này thì sẽ có một cái màu sắc tươi sáng, dây đeo có chất lượng silicone êm nhẹ, độ đàn hồi cao, sẽ không siết tay, đau tay khi bé hoạt động và vui chơi. Cái mẫu đồng hồ này thì hội tụ nhiều ưu điểm, là một cái sự lựa chọn tin cậy dành cho các bé và cho các bậc phụ huynh. Đó. Và hiện tại cái mẫu này đang được bày bán tại Điện Máy Xanh với mức giá là 1.990.000 đồng, giảm sốc online 300.000 đồng, còn có 1.690.000 đồng thôi. Đó. Và khuyến mại áp dụng dự kiến đến hết ngày 30 tháng 12. Đó. Giảm thêm 5% khi mua cùng sản phẩm bất kỳ có giá cao hơn. Đó. Thôi anh chị cần tư vấn về mẫu này thì hãy để lại bình luận, và nếu mà có nhu cầu mua thì hãy ấn vào link để phần mô tả nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.